Chào mừng quý anh chị quay lại với kênh của công ty Thế Giới Máy May Công nghiệp. Thì hôm nay thì Tuấn cùng anh em đội ngũ kỹ thuật là đi lắp chuyền máy may Jack cho xưởng may ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là ở đường Liễu Bán Bích ha. Thì đơn hàng hôm nay là gồm có 4 máy may Jack A4F và 2 máy vắt sổ C3 cắt chỉ tự động, nâng nhân bịch tự động và 1 máy Kansai đời ca liên trục. Tất cả đơn hàng là đều là máy mới 100% cùng với uy tín cũng như giá cả hợp lý, chế độ bảo hành hậu mãi tốt. Quý anh chị đã tin dùng ủng hộ công ty của bên Thế Giới Máy May Công nghiệp ha. Thì đơn hàng này là chị chủ là rất là dễ thương, là đã đến chọn và mua dòng máy Jack, là anh chị đã tìm hiểu trước khi mua ha, lên là bên mình chỉ là báo giá và hẹn ngày giờ để giao máy. Thì tổng số lượng máy ban đầu là chỉ lắp đặt là 7 máy nha, là để cho chị demo mình may mẫu trước. Thì đây là video này là anh kỹ thuật của xưởng là đang test máy nha. Máy A4F này, máy một kim điện tử A4F này thì vẫn là bơm dầu thường nha, bể dầu nằm dưới. Ưu điểm của dòng máy này là motor bước là khi mà mình làm mũi thì không xài gạt tay nha. Motor rất là khi làm mũi rất là im ha, không có tiếng động. Đường chỉ thì cũng khá là đẹp ha. Máy này thì nó nói về tốc độ thì cũng là dòng về đua hàng lớp nha, phù hợp với những tổ hợp xưởng may hoặc công ty mình may những hàng thun vải lùa năng suất cao ha. Đây mình cùng xem sơ lược về con máy ha. Khi lên máy thì được cái Jack này, được màu xanh thì nó đẹp lắm, đồng bộ lắm nha. Đấy A4F nha. Bàn phím thì thao tác rất dễ ha. Chủ yếu là khi mà anh em kỹ thuật lắp máy á, là sẽ hướng dẫn cho mình cách sử dụng và vận hành máy một cách chi tiết nha. Về dòng máy Jack này thì bên hãng sẽ bảo hành cho quý khách là 24 tháng về bằng bo mạch điện tử nè. Còn đối với đơn vị phân phối thì sẽ bảo hành cho mình là 12 tháng phần cơ nha. Phần cơ là anh là người nào bán thì người đó bảo hành, chứ hãng nó không bảo hành cho anh chị đâu nha. Chính sách chung là chỉ có hãng nó chỉ bảo hành cho mình là phần điện tử thôi. Còn đối với xưởng may nào mà muốn mua máy Jack giá đại lý thì vui lòng liên hệ. Giá là có bao gồm mà lắp ráp và không lắp ráp ha, bảo hành và không bảo hành. Giá đại lý nó khác, giá lẻ nó khác nha. Anh chị nên tính toán trước, cân nhắc trước khi mua ha. Rồi xưởng may đã hoàn thiện, bàn giao nha bà con. Và đây là cái lúc đầu thì bên kho xuất máy này, kho là đại lý Jack hạng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ kênh Thế Giới Máy May Công nghiệp ha.